Thưa quý vị, theo quy định chung của thị trường, sau Tết sức mua của người dân giảm nên thị trường đồ gỗ nội thất khá ảm đạm. Theo chia sẻ của một số cơ sở sản xuất, thời điểm này lượng mua giảm gần 50% so với trước đây dù chủ kinh doanh đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Cơ sở đồ gỗ này chuyên sản xuất các mặt hàng đồ thờ tâm linh, nội thất gia đình, phục vụ nhu cầu khách trên địa bàn cả nước. Theo chủ cơ sở, cũng như mọi năm, thời điểm này khách đến mua hàng khá ít, chủ yếu tới xem và tham khảo giá là chính. Sức tiêu thụ chậm mặc dù giá cả các mặt hàng không tăng. Đầu năm thì là sản xuất là chậm hơn so với cái thời gian giữa hoặc là cuối năm. Bởi vì là riêng về mặt hàng đồ thờ thì là cái nhu cầu sử dụng của nhân dân cũng như là của tín ngưỡng thì người ta thường là có nhu cầu cao về trước Tết. Chứ còn sau Tết thì sẽ bị trầm hơn. Một pho tượng khoảng 2 mét mà đứng thì khi mà sản phẩm mà hoàn thiện thì nó rơi vào khoảng từ 60 cho đến 80 triệu một pho. Đối với các mặt hàng bàn thờ gia tiên, ví dụ như là sập hoặc là án gian cũng dao động vào từ 40 triệu cho đến 60 triệu cho một chiếc sập hoặc là án gian. Nhưng mà tùy thuộc vào cái nhu cầu cũng như là cái yêu cầu của khách hàng. Theo chia sẻ của nhiều hộ sản xuất kinh doanh, phần lớn các gia đình, cơ quan, doanh nghiệp đều đã mua sắm đầy đủ từ thời điểm giữa và cuối năm. Do đó, những tháng đầu năm, cơ sở chỉ sản xuất một số đơn theo đặt hàng. Ngoài ra, do kinh tế khó khăn, người dân phải thắt lưng buộc bụng nên kéo theo sức mua yếu. Sản phẩm này thì thường là phải tầm một tháng đến một tháng rưỡi. Lúc tùy vào sản phẩm, có sản phẩm lên đến 2 tháng thì mình mới xong. Còn là làm thì cái đồ này thì mình làm chủ yếu là gỗ, là mình phải làm gỗ không có rác thì tránh được bối mọt. Và cái nước sơn thì cũng phải sơn bằng sơn ta để cho nó được bền, được tốt. Theo Ủy ban dân xã Sơn Đồng, trên địa bàn toàn xã có trên 700 hộ sản xuất đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ. Giá trị kinh tế từ mặt hàng này mang lại rất lớn cho người dân và các hộ sản xuất kinh doanh. Ngoài thị trường miền Bắc, sản phẩm đồ gỗ của xã còn được nhiều nơi ở khu vực miền Trung và miền Nam ưa chuộng. Hiện nay đối với làng nghề chúng tôi là thu nhập về làng nghề và dịch vụ là chiếm đến 96% tổng thu nhập làng nghề. Mà giá trị thì đối với chúng tôi là chủ yếu là cái sản phẩm tâm linh, đồ thờ, thờ cúng và sửa chữa những cái di tích quốc gia. Đây là cái nghề đặc thù của chúng tôi. Thế do đó là một trong những cái công tác phòng cháy chữa cháy là hết sức quan trọng. Không để xảy ra cháy nổ thì làng nghề mới phát triển được. Sau Tết là khoảng thời gian kinh doanh thấp điểm, nhiều ngành hàng, nhất là mặt hàng đồ gỗ, rơi vào ế ẩm. Tuy nhiên, theo chia sẻ của nhiều hộ kinh doanh, từ khoảng tháng 4 âm lịch trở đi, các hộ sản xuất đồ gỗ sẽ bắt đầu một vòng quay mới để chuẩn bị cho những đơn hàng cuối năm.